không cưới hỏi gì hết. Tôi mời ông đi về. Nhưng một là mày sống để lấy người khác, hai là mày phải chết. Khi Vũ Tùng định đoạt cuộc sống, tôi chỉ ra cô sẽ lấy em làm cái gì vậy? Đã phạm luật lệ của làng rồi, chỉ làm trong cái gia đình này rồi. Trời ơi, thì số phận đều bi đát. Tại sao không có ai với tay chặt mắt đồ trưởng quan để ta có cha mẹ mày ăn nói làm sao cho sống làng? Nạn nhân bị hung thủ đâm hai nhát vào bụng, vết máu đã khô từ lâu. Đón xem bốn người đàn bà bất hạnh trong kỳ án Đông Tây Kim Cổ lúc 21:30 chủ nhật ngày 25 tháng 1, chỉ có trên HTV2. Trắng đèn đã rõ, chính anh đã đẩy chị tôi đến cái chết, mọi người sẽ trả giá. Tội lỗi trong quá khứ. Quý rồi, cô ta gửi cho anh một lá thư, đòi anh 100.000 đô la. Anh bình tĩnh đi, bằng mọi cách em sẽ khống chế cô ta. Bà tưởng là cô không muốn dám giết mà hả sao? À, ông phải giải quyết đắn đèn cho rõ ràng. Chị đi. Phú ở hiện tại. Xin tặng cho ông. Cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Ông rồi. Kẻ sát nhân nào nó ra tay tàn độc vậy không biết nữa. Ngày mà anh chết đi, cái số tiền bảo hiểm của anh sẽ thuộc về em.